Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ các đường thẳng trong phần mềm AutoCAD 2015. Để vẽ các đường thẳng, các bạn sẽ vào Home, mục Draw, các bạn sẽ thấy chúng ta có lệnh Line đây. Các bạn có thể kích vào đây để bắt đầu vẽ, hoặc các bạn cũng có thể gõ lệnh trên bàn phím. Lệnh Line có phím tắt là L, mình sẽ gõ L và mình Enter. Chúng ta đã bắt đầu với lệnh Line. Và hộp thoại bảo với chúng ta rằng các bạn hãy lựa chọn điểm đầu tiên của đường thẳng. Các bạn có thể nhập tọa độ cho nó. Đấy, các bạn thấy rằng nếu chúng ta đưa chuột đến đâu thì nó sẽ có thông số. Đấy chính là tọa độ. Và chúng ta có thể nhập tọa độ ví như là bắt đầu từ gốc tọa độ 0, tab 0 và mình enter. Ngay lập tức cái đường thẳng nó sẽ được bắt đầu từ gốc tọa độ. Hiện tại thì nó đang được vẽ bằng chế độ Auto Mode. Cái chế độ này thì mình đã nói với các bạn trong các bài học lần trước về cắt điểm và gióng. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi nó vẽ bằng Auto Mode, chúng ta sẽ vẽ với các đường thẳng vuông góc như thế này. Và hoàn toàn các bạn có thể là nhập cho mình cái thông số độ dài, ví dụ là một đường thẳng có độ dài là 6.000 nhỉ. Mình Enter. Đấy. Các bạn thấy rằng chúng ta đã tạo ra được một cái đường thẳng có độ dài 6.000 và nó nằm ngang. Mình sẽ bỏ cái chế độ Auto Mode này đi. Đấy. Các bạn thấy rằng khi bỏ đi chúng ta có thể vẽ rất là tự do các đường thẳng. Các bạn có thể thấy chúng ta có các thông số như là độ dài và góc của đường thẳng ở đây. Ví dụ như mình sẽ vẽ một đường thẳng có cái độ dài là 5.000. Và góc mà nó tạo ra với trục OX sẽ là 120 độ chẳng hạn. Đấy, mình sẽ tab. Mình gõ 120. Tức là 120 độ, mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được một cái đường thẳng có độ dài là 5.000 và nó nghiêng một góc 120 độ so với trục OX. Và tương tự, chúng ta có thể sử dụng các công cụ khác ngoài Auto, chúng ta có thể sử dụng Polar Tracking. Đấy. Đấy, các bạn thấy cái lệnh Polar Tracking thì mình cũng đã nói trong các bài học về dạng gióng và bắt điểm rồi. Đấy. Các bạn thấy chưa, chúng ta có thể vẽ đến đây. Ví dụ như mình sẽ nhập cho nó thông số là độ dài 4.000. Đấy, các bạn thấy góc của nó hiện tại là chúng ta sử dụng Polar Tracking thì là có một góc 150 độ. Thì mình sẽ Enter. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được một cái đường thẳng tiếp theo như thế. Đấy. Giả sử như đến đây mình thoát lệnh chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn lưu ý rằng trong AutoCAD khi chúng ta vừa thực hiện một lệnh xong, nếu như các bạn sử dụng các phím cách hoặc Enter, chúng ta sẽ quay trở lại cái lệnh mà chúng ta thực hiện ban nãy. Mình sẽ Enter. Đấy. Ngay lập tức phần mềm nó cũng bảo là chúng ta đang thực hiện lệnh Line. Đấy, và tiếp tục chúng ta sẽ chọn điểm đầu tiên. Các bạn có thể sử dụng các chế độ bắt điểm như mình đã nói, bắt điểm. Đấy. Và mình sẽ chọn các điểm tiếp theo mà mình muốn vẽ. Đấy, như thế này. Đấy. Và các bạn biết rằng là khi chúng ta vẽ, các bạn cần phải lưu ý cái hộp thoại này. Các bạn thấy rằng ở đây nó có các tùy chọn như là hãy chọn điểm tiếp theo. Đấy, ví dụ mình sẽ chọn điểm tiếp theo để vẽ một đường thẳng tiếp theo. Đấy. Hoặc là nó bảo các bạn rằng hãy là close, tức là chúng ta sẽ chọn cái điểm cuối cùng này, cái điểm mà chúng ta chuẩn bị vẽ này. Nó sẽ về cái điểm đầu tiên mà chúng ta vẽ khi chúng ta bắt đầu cái chuỗi lệnh, tức là ở đây. Đấy, nếu như mình ấn C, mình Enter. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ bắt đầu cái điểm cuối cùng mà trong cái chuỗi lệnh ấy. Đấy, cái điểm đầu tiên của chuỗi lệnh. Đấy. Và các bạn thấy rằng chúng ta cũng có thể undo, tức là quay lại cái lệnh. Đấy, ví dụ như mình vẽ một chuỗi các đường thẳng nhé. Đấy, như thế này nhỉ. Đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng undo, mình có thể gõ U, Enter. Các bạn thấy rằng nó cũng sẽ quay lại lệnh trước đấy mà chúng ta đã tạo ra. Đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể vẽ những cái đường thẳng trong phần mềm AutoCAD. Một lần nữa mình lưu ý với các bạn rằng khi vẽ các bạn cần phải sử dụng các chế độ như là Auto Mode, đấy, chế độ Polar Tracking hay chế độ ISO Wrap. Những cái chế độ này thì mình đã nói trong các bài học về giao, các bắt điểm và còn chế độ về gióng điểm rồi. Đấy. Kết hợp các cái lệnh bắt điểm nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được những cái đường thẳng một cách rất là chính xác với cái thông số với độ dài và góc. Đấy là những gì mà mình lưu ý khi chúng ta vẽ đường thẳng trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.